Chị xin kính chào quý vị. Mở đầu cho phần tin tổng hợp trên TTV cuối tuần hôm nay sẽ là bản tin biển Đông được cập nhật từ trang duẫn đặng newsletter. Tàu sân bay Lưu Ninh ở phía Bắc Trường Sa. Ngày 21 tháng 4, nhóm tàu sân bay Lưu Ninh của Trung Quốc được nhìn thấy hoạt động ở phía Bắc quần đảo Trường Sa. Vị trí hoạt động của nhóm tàu này nằm cách đảo Song Tử Tây khoảng 170 km về hướng Tây Bắc. Theo chúng tôi được biết, nhóm tàu này đã xích xuống gần quần đảo Trường Sa kể từ hôm 18 tháng 4. Tại khu vực cũng có sự xuất hiện của một số tàu chiến Mỹ. Máy bay ném bom B52 vào biển Đông. Theo thông tin của chúng tôi ngày 21 tháng 4, ít nhất một oanh tạc cơ B52 của Mỹ đã cất cánh tại căn cứ Addison ở đảo Guam và bay vào biển Đông thông qua eo Ba sĩ trước khi vòng trở ra thông qua biển Sulu. Chúng tôi không nắm rõ được đường bay của nó ở Biển Đông, nhưng nhiều khả năng chiếc oanh tạc cơ này lượn đến khu vực hoạt động của tàu sân bay Liêu Ninh. Cũng trong hôm 21 tháng 4, một máy bay trinh sát RC-135W của Mỹ đã bay vào Biển Đông, vòng qua khu vực đảo Hải Nam lượn xuống quần đảo Trường Sa, hướng đến phía bắc Trường Sa trước khi trở qua eo biển Ba Sĩ. Trung Quốc tập trận ở đảo Hải Nam Ngày 21 tháng 4, Cục Hải sự tỉnh Hải Nam thông báo nước này sẽ tổ chức huấn luyện quân sự ở vùng biển gần vịnh Á Long ở Tam Á từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 4. Mặc dù đây chỉ là suy đoán và nó hoàn toàn có thể không chính xác, nhưng có vài dấu hiệu cho thấy khả năng Trung Quốc sẽ tiến hành một sự kiện hải quân vào ngày 23 tháng 4, kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc ở biển Đông. Có vài dấu hiệu cho thấy khả năng này đó là ngày 19 tháng 4, một tàu tiếp tế Type 901 và một tàu khu trục Type 055 cũng được nhìn thấy xuất hiện ở Vịnh Á Long. Đây không phải là những chiếc tàu nằm trong nhóm tàu hộ tống tàu Liêu Ninh, bởi nhóm tàu Liêu Ninh vẫn ở phía Nam Hoàng Sa, phía Bắc Trường Sa trong 21 tháng 4. Như vậy, khả năng cao là những tàu này thuộc đội hộ tống của tàu Sơn Đông. Việc chúng xuất hiện ở Á Long gợi ý tàu Sơn Đông có thể sẽ ra khơi trong vài ngày tới và tập hợp đội hình. Trung Quốc hiện cũng có tàu đổ bộ tấn công Type 075 ở Á Long. Không loại trừ khả năng Trung Quốc sẽ lần đầu tiên tiến hành cuộc tập trận với bộ đôi tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông để kỷ niệm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc. Nếu suy đoán này là chính xác, thì tàu Sơn Đông sẽ ra khơi trong một hoặc hai ngày tới. Một kịch bản tiềm tàng khác là Trung Quốc có thể sẽ tổ chức duyệt binh hải quân. Khu vực tập trận vừa được thông báo không quá lớn, nhưng nó đáng ngờ vì gợi nhớ đến cuộc tập trận vào tháng 4 năm 2018. Ở thời điểm đó, Trung Quốc cũng thông báo tập trận gần Vịnh Á Long từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 4 năm 2018. Và ngày 12 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bất ngờ đến Tam Á thị sát cuộc duyệt binh lớn nhất trong lịch sử nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cuộc duyệt binh hải quân này có sự tham dự của hàng chục tàu chiến với ngôi sao là tàu sân bay Lưu Ninh. Khi đó, ông Tập Cận Bình đến Tam Á sau khi tham dự diễn đàn Bắc Ngao ở tỉnh Hải Nam. Trước đó, ảnh vệ tinh ghi nhận vào ngày 26 tháng 3 năm 2018, ít nhất 40 tàu chiến của Trung Quốc đã luyện tập cho cuộc duyệt binh ở khu vực Tam Á, khá sát với vị trí của cuộc tập trận mới được thông báo đây. Tình hình năm nay khá giống với thời điểm của tháng 4 năm 2018, khi hai tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông đều đang có mặt tại Biển Đông và Trung Quốc cũng thông báo tập trận ở Tam Á một điểm nữa khiến chúng tôi thiền về khả năng Trung Quốc sẽ tiến hành duyệt binh hải quân là vì năm 2021 này là kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng cộng sản Trung Quốc. Thế nhưng Trung Quốc cho biết sẽ không tổ chức duyệt binh ở Bắc Kinh vào tháng 7 này. Việc không tổ chức duyệt binh có thể xuất phát từ tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng ông Tập Cận Bình vẫn có kế hoạch đánh dấu bách niên bằng một sự kiện lớn nào đó, và nó có thể là một cuộc duyệt binh hải quân hay huấn luyện bộ đôi tàu sân bay vốn sẽ dễ chuẩn bị hơn và không bị ảnh hưởng nhiều đến vấn đề phòng ngừa dịch bệnh như một cuộc duyệt binh trên bộ. Khác với năm 2018, ông Tập Cận Bình không tham dự diễn đàn Bắc Ngao năm nay mà chỉ phát biểu qua video. Tuy nhiên, việc ông không tham dự trực tiếp có thể vì nguyên do là phòng ngừa dịch bệnh, cũng không loại trừ khả năng ông Tập Cận Bình vẫn có kế hoạch đến Tam Á. Tóm lại, cuộc tập trận từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 4 có thể là thời điểm Trung Quốc tổ chức kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc. Nó có thể là một cuộc duyệt binh trên biển hoặc một cuộc huấn luyện đầu tiên giữa hai nhóm tác chiến tàu sân bay. Sự kiện này có thể có mặt hoặc không có mặt của ông Tập Cận Bình. Tình hình tại Đá Ba Đầu ngày 22 tháng 4, báo Thanh Niên khởi đăng loạt bài dài kỳ về Đá Ba Đầu, gồm những diễn biến mới trên thực địa cũng như những thông tin tư liệu quý giá về khu vực này. Trường Sa tuyến đầu Tổ quốc ghi ở bãi Đá Ba Đầu. Về phía Việt Nam, tín hiệu AIS ghi nhận tàu cảnh sát biển 8002 đã xuất hiện ở gần đảo Sinh Tồn Đông trong vài ngày vừa qua. Vài tháng trước đó, thì tàu cảnh sát biển 8001 được ghi nhận thường xuyên thả neo ở khu vực. Sự xuất hiện của tàu 8002 nhiều khả năng là thay thế luân phiên cho tàu 8001. Về phía Philippines, hải quân nước này ngày 21 tháng 4 cho biết họ triển khai lực lượng khá hùng hậu ở Biển Đông, gồm 7 tàu hải quân, theo tờ Inquirer, 2 tàu tuần duyên và hai tàu thuộc Cục Ngư Nghiệp. Các tàu BRP dự kiến cũng sẽ sớm được triển khai. Ngoài ra, 5 máy bay của không quân và hải quân cũng tiến hành tuần tra từ Palawan. Oanh tạc cơ H-6 ở Hải Nam liên quan đến thông tin trên mạng về sự hiện diện của 11 chiếc oanh tạc cơ H-6 ở đảo Hải Nam. Tuy nguồn thông tin không nói cụ thể, nhưng theo chúng tôi biết, các máy bay đã được đề cập nhiều khả năng là những máy bay được nhìn thấy xuất hiện ở căn cứ không quân giả lại thức Jalashi, tọa độ là 19 độ 70 phút độ Vĩ Bắc, 109 độ 72 phút độ Kinh Đông trên đảo Hải Nam kể từ tháng 3. Tuy nhiên, độ phân giải của ảnh vệ tinh khá thấp, nên chưa thể khẳng định tuyệt đối dù rất nhỏ nhưng cũng chưa thể loại trừ khả năng chúng là máy bay bơm hơi. Đây không phải là lần đầu tiên oanh tạc cơ H6 được quan sát thấy ở giả lại thức. Vào tháng 5 năm 2018, ảnh vệ tinh có độ phân giải cao cho thấy 10 chiếc oanh tạc cơ H6 xuất hiện tại căn cứ không quân này. Cuối cùng, không thể không nhắc đến tin tức về vụ mất tích của tàu ngầm Indonesia với 53 thủy thủ ở vùng biển Bali ngày 21 tháng 4 xin cầu chúc cho họ được an toàn. Tiếp tục bản tin từ trang Duật Đặng Newsletter. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 4, tình hình đã bắt đầu. Dự báo những lựa chọn tiềm tàng của Philippines. Nếu kịch bản này quả thật diễn ra, nó sẽ bắt đầu bằng việc Philippines tuyên bố lập các khu bảo tồn ở trường Sa, triển khai tàu chiến, tàu công vụ, từ đó kéo theo sự can dự của tàu chiến hoặc tàu tuần tra. Đã hơn một tháng kể từ ngày Philippines lên tiếng tố cáo sự hiện diện của tàu dân binh Trung Quốc tại Đá Ba Đầu ở cụm sinh tồn thuộc quần đảo Trường Sa. Cho đến lúc này, dù số lượng tàu Trung Quốc ở Đá Ba Đầu đã giảm xuống, tản ra nhiều vị trí khác ở cụm sinh tồn và quần đảo Trường Sa, tuy nhiên phía Philippines vẫn giữ thái độ không khoan nhượng. Mới nhất, Bộ Ngoại giao Philippines ngày 23 tháng 4 cho biết họ đã tiếp tục gửi công hàm phản đối đến Trung Quốc. Những diễn biến hơn một tháng qua cho phép đưa ra một số đánh giá sơ bộ về ý đồ của phía Philippines trong sự kiện đá ba đầu lần này, từ đó giúp dự báo những lựa chọn của Manila hiện nay. Thứ nhất, đánh giá về thời điểm. Số lượng lớn tàu dân quân Trung Quốc đã xuất hiện ở đá ba đầu từ tháng 2 năm 2020. Trải qua hơn một năm, có lúc tàu tập trung nhiều, có lúc giảm xuống. Tuy nhiên, đến tháng 3 năm nay, Philippines mới cấp tập lên tiếng và liên tục triển khai nhiều động thái ứng phó, bao gồm bay tuần tra, tổ chức các chuyến bay quan sát cho báo giới, triển khai nhiều tàu bè các loại ra khu vực Trường Sa nói chung và Biển Đông nói riêng, nhiều so với lực lượng hiện có của Philippines. Một cuộc tổng tiến công được Philippines phát động trên các mặt trận ngoại giao, dư luận và trên thực địa. Những động thái phối hợp trên gợi ý về ý đồ giữ nhiệt thu hút sự chú ý đối với vấn đề ba đầu. Nó cũng gợi ý rằng đây là một thời điểm được lựa chọn dựa vào thời tiết chính trị chứ không hẳn là ứng phó trước một tình huống. Những yếu tố tác động có thể là đối sách của chính quyền mới ở Mỹ, sự lựa chọn của Philippines đối với số phận thỏa thuận các lực lượng thăm viếng, Hiệp định VFA với Mỹ và bầu không khí chính trị ở Manila trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 5 năm 2022. Còn về thái độ, vài tuần vừa qua, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Philippines đã thể hiện một mặt trận đoàn kết với sự phối hợp nhịp nhàng trong việc lên án Trung Quốc. Tuy nhiên, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vẫn giữ thái độ mềm mỏng lúc này, lúc khác, nhưng không hẳn là vì tư tưởng chủ bài như nhiều nhà chỉ trích trong nước vẫn thường xuyên nhắm đến ông. Đó có thể chỉ vì ở cấp nguyên thủ quốc gia, ông phải giữ dư địa trong quan hệ với Trung Quốc. Nhiệm vụ phản đối lên án được ông ủy quyền cho Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng khác với những tình huống ứng phó trước đây thái độ của philippines lần này có vẻ như được chuẩn bị kỹ lưỡng và nhất quán còn về mục đích manila có thể có nhiều ý đồ trong việc liên tục làm nóng vấn đề đá ba đầu như vạch trần mưu đồ của trung quốc tạo thuận lợi về mặt dư luận quốc tế đối với điều mà họ xem là quyền chủ quyền của họ đối với đá ba đầu theo cách diễn dịch của họ về phán quyết của tòa trọng tài một cách diễn dịch không mấy chính xác đòi hỏi chính quyền mới ở Mỹ đưa ra một cam kết rõ ràng, đặc biệt là về nghĩa vụ phòng thủ chung ở Biển Đông, trước khi đưa ra quyết định về số phận của Hiệp định Thỏa thuận các lực lượng tham viếng VFA. Điều này cho tới nay phía Mỹ dường như đã đáp ứng kỳ vọng này. Tận dụng thời cơ biện hộ cho việc tăng cường lực lượng ở quần đảo Trường Sa nói riêng và Biển Đông nói chung, tạo ra một cái cớ hoàn hảo cho các động thái tiếp theo. Sử dụng tình hình Biển Đông phục vụ cho nhu cầu chính trị trước kỳ bầu cử Tổng thống những bước đi tiềm tàng kế tiếp của philippines thứ nhất vận động mỹ mở rộng phạm vi áp dụng của hiệp ước phòng thủ chung tuyên bố của mỹ từ trước đến nay cho biết hiệp ước sẽ được áp dụng đối với lực lượng vũ trang tàu bè máy bay công vụ của philippines ở biển đông điều này có nghĩa là việc những đối tượng khác như tàu dân sự tàu cá bị tấn công sẽ không kích hoạt hiệp ước này sau sự kiện của một nhóm phóng viên thuộc đài ABS-CBN bị tàu tên lửa Type 22 của Trung Quốc rượt đuổi khi đến gần bãi cỏ mây. Ngoại trưởng Teddy Loxin đã xác nhận hiệp ước không áp dụng với những dạng tàu này và tỏ ý rằng Mỹ nên mở rộng phạm vi. Xây dựng cấu trúc ở trường Sa Việc xây dựng cấu trúc mới ở quần đảo Trường Sa sẽ đi ngược lại tinh thần điều năm của tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002, gọi tắt là DOC. Tuy nhiên, Manila có vẻ như đang quảng bá cho một cái cớ trong thời điểm phù hợp này, đó là Trung Quốc cũng vi phạm và Philippines không thể tiếp tục tự chế. Thoạt tiên là lời kêu gọi đến từ cộng đồng nghiên cứu thông qua bà Liz Dair, nhà sáng lập và tổng giám đốc của công ty Similarity tại một sự kiện ngày 14 tháng 4. Similarity được biết đến nhiều trong vài tháng qua nhờ vào các báo cáo về thay đổi trên thực địa ở Biển Đông thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích ảnh vệ tinh. Chưa đầy 10 ngày sau, Tổng thâm mưu trưởng quân đội Philippines là Cyrilito Sobejana cũng lên tiếng nói rằng quân đội cân nhắc đề xuất xây cấu trúc mới ở Biển Đông. Kế đến là lập khu bảo tồn biển ở Trường Sa. Cách đây 2 năm, Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines là Hermogen Esperon hé lộ đề xuất xây dựng hai khu bảo tồn biển ở quần đảo Trường Sa, một ở đảo Thị Tứ và một ở bãi Cỏ Mây. Tuy nhiên, đề xuất này không được nhắc đến sau đó. Việc Philippines lập khu bảo tồn biển ở Trường Sa sẽ đẩy căng thẳng leo thang vì mở ra khả năng Philippines triển khai lực lượng vũ trang, tàu tuần duyên và tàu công vụ để bảo vệ các khu vực bảo tồn này, trục xuất tàu cá Trung Quốc hoặc tàu hải cảnh. Tuy đề xuất này không được nhắc đến kể từ đó, nhưng trong tình hình hiện nay không loại trừ khả năng Philippines sẽ nhen nhóm lại ý định này. Với cam kết của Mỹ về phòng thủ chung, các tàu chiến, tàu tuần duyên và tàu công vụ sẽ được Mỹ yểm trợ để thực thi bảo vệ khu bảo tồn. Không chỉ nhấn mạnh đến sự hiện diện của tàu dân binh Trung Quốc, Philippines vài tuần qua cũng đã đánh động về những hoạt động đánh bắt cá trái phép tàn phá môi trường của tàu Trung Quốc. Tình hình hiện nay khá thuận lợi để Philippines có thể tiến hành động thái trình Đầu tiên là sự hiện diện của tàu Trung Quốc mang lại cho họ một cái cớ. Kế đến là cam kết của Mỹ cho phép Philippines tự tin hơn trong việc triển khai bảo vệ khu bảo tồn trên thực tế thay vì chỉ tuyên bố trên danh nghĩa. Điều này sẽ có lợi cho họ trong việc củng cố yêu sách chủ quyền và quyền chủ quyền ở khu vực. Cách đây ít ngày, đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romundes cho biết Mỹ đang chờ đợi lời kêu gọi hỗ trợ từ Manila để trục xuất các tàu nước ngoài xâm nhập trái phép. Mới nhất, đại diện lâm thời của Đại sứ quán Mỹ là John Law ngày 23 tháng 4 cũng nói rằng Mỹ chia sẻ quan ngại của Philippines về hoạt động đánh bắt trái phép ở Biển Đông. Nếu kịch bản này quả thực diễn ra, nó sẽ bắt đầu bằng việc Philippines tuyên bố lập các khu bảo tồn ở Trường Sa, triển khai tàu chiến, tàu công vụ. Từ đó kéo theo sự can dự của tàu chiến hoặc tàu tuần duyên Mỹ, và tình hình căng thẳng ở khu vực Trường Sa sẽ leo thang nghiêm trọng những kịch bản nêu trên có thể sẽ được thực thi trong thực tế hoặc chỉ được sử dụng như những lời đe dọa trong một cuộc mặc cả với các nước liên quan trong ba động thái tiềm tàng nêu trên hai kịch bản sau gồm xây dựng cấu trúc và lập khu bảo tồn đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việt nam vì thế cần phải theo dõi sát sao những động thái kế tiếp của philippines Thưa quý vị, bên cạnh đó, Đài Á Châu Tự Do cũng đưa tin Philippines phản đối sự có mặt của hàng loạt tàu cá Trung Quốc ở Đá Ba Đầu và Bãi Cạn Scarborough. Philippines vừa gửi hai công hàm ngoại giao phản đối việc Trung Quốc tiếp tục duy trì sự có mặt của hàng loạt các tàu cá, hay còn gọi là các tàu dân quân biển ở Đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa và Bãi Cạn Scarborough. Hãng tin Reuters loan tin này hôm 23 tháng 4. Bộ Ngoại giao Philippines nói các giới chức hàng hải của nước này đã quan sát thấy sự có mặt và hoạt động trái phép và liên tục của 160 tàu cá và dân quân biển của Trung Quốc gần khu vực đang tranh chấp ở quần đảo Trường Sa và bãi cạn Scarborough vào ngày 20 tháng 4. Năm tàu hải cảnh của Trung Quốc cũng đã xuất hiện tại khu vực này. Hãng tin Reuters trích thông báo của Bộ Ngoại giao Philippines nói rằng sự hiện diện tràn ngập và đe dọa của các tàu Trung Quốc đang tạo ra một bầu không khí mất ổn định và là sự phất lờ trắng trợn những cam kết của Trung Quốc về thúc đẩy hòa bình ổn định trong khu vực. Reuters cho biết các nhà ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ sự có mặt của dân quân biển trên các tàu này. Trong khi đó, trang Minh Bạch Hàng Hải của Mỹ hôm 21 tháng 4 đã đăng tải thông tin và hình ảnh của một loạt các tàu cá dân quân biển Trung Quốc xuất hiện tại Đá Ba Đầu. Theo trang Minh Bạch Hàng Hải, kể từ sau khi lực lượng phản ứng nhanh của Philippines công bố những hình ảnh và thông tin về sự hiện diện của hơn 200 tàu cá Trung Quốc ở đá ba đầu từ ngày 7 tháng 3 đến nay, thì nhiều tàu của Trung Quốc vẫn tiếp tục hiện diện trong khu vực. Giới chức Philippines cho biết các tàu cá Việt Nam, hải quân, hải cảnh và cảnh sát biển của Trung Quốc và Việt Nam cũng có mặt trong khu vực này. Nhưng phần đông vẫn là tàu cá của Trung Quốc có chiều dài 50 mét hoặc hơn, tức là lớn hơn các tàu cá Việt Nam. Theo trang Minh Bạch Hàng Hải, các tàu cá Trung Quốc chỉ neo đậu mà không đánh bắt cá. Trong số đó có nhiều tàu là tàu giả cao, tức là tàu phải di chuyển để đánh bắt cá. Các tàu này ở trong khu vực nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng trong khi thời tiết quang đảng. Trái ngược với thông tin mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra là các tàu này vào đây để tránh gió lớn. Theo trang Minh Bạch Hàng Hải, các tàu Trung Quốc di chuyển giữa đá ba đầu và các đảo khác trong nhóm đảo sinh tồn, nơi Trung Quốc có 2 tiền đồn và Việt Nam chiếm giữ 4 tiền đồn khác. Một bản tin khác của Đài Á Châu Tự Do, tại Biển Đông, bốn chiến hạm của Úc và Pháp tập trận chung. Kinh hạm HMAS Anzac và tàu tiếp liệu HMAS Sirius của Hải quân Hoàng gia Úc đã có cuộc tập trận chung ở Biển Đông cùng với Hải quân Pháp. Phía Pháp cử tàu sân bay trực thăng LHD Tonnerre có khả năng đổ bộ binh lính và thiết giáp cùng với khinh hạm lớn Lafayette mang tên Sukhov F711. Trang Facebook của Bộ Quốc phòng Úc đăng tải các hình ảnh về cuộc tập trận chung hôm 19 tháng 4, đồng thời cho biết các chuyến hạm của Úc và Pháp đã làm việc và huấn luyện cùng nhau trong vài tuần trên khắp Đông Nam Á và Đông Bắc Ấn Độ Dương. Theo đó, việc triển khai này là một phần trong chương trình cam kết quốc tế lâu dài và mạnh mẽ của quân đội Úc, đồng thời thể hiện cam kết của Úc trong việc hợp tác với các đối tác trong khu vực để giải quyết những thách thức chung. Các hình ảnh được đăng tải cho thấy tàu sân bay trực thăng LHD -E Tonnerre và khinh hạm Sukhov của Pháp cùng được tiếp dầu từ tàu tiếp liệu h Sirius của Úc trong khi đang hành trình trên biển. Trang Facebook của quân đội Pháp hôm 18 tháng 4 cũng đưa hình ảnh chụp tàu sân bay trực thăng LHD -E Tonnerre và khinh hạm Sukhov đang hành trình trên biển và cho biết có một cuộc thăm cản ở Indonesia trong đợt triển khai dài ngày mang tên Gendak. Còn theo Naval News, chuyên đưa tin về các sự kiện và chương trình quốc phòng mới nhất của Hải quân các nước. Trong đợt triển khai dài ngày Jeanne d'Arc năm 2021, hai chiến hạm Pháp sẽ đến 10 cảng, trong đó có hai lần quá cảnh Biển Đông và ghé thăm hai cảng của Việt Nam, trong đó có cảng Cam Ranh.